Thưa quý vị, theo các nghiên cứu, phụ nữ mang thai hoặc không mang thai đều có nguy cơ nhiễm virus như nhau. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai dễ bị diễn tiến nặng hơn khi nhiễm COVID-19. Do vậy, Bộ Y tế khuyến cáo phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên nên tiêm phòng vaccine càng sớm càng tốt, vì nếu không may mắc phải, COVID-19 sẽ gây ra những biến chứng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Do bệnh COVID-19 dễ lây lan qua đường hô hấp dẫn đến khả năng nhiễm bệnh rất cao. Vì vậy, đa số thai phụ đều có tâm lý chung là lo lắng khi dịch bệnh bùng phát. Em chưa có tiêm mũi 1 thì cũng hơi lo, tại vì cũng dịch cũng hơi nhiều á. Cho nên là mình khi mang thai nữa, mà người ta nói sản phụ mang thai thì nguy cơ cao hơn. Những người phụ nữ mang thai á, như em á, rất là lo lắng vì sức đề kháng của những người thai phụ á, là dễ bị bệnh hơn, yếu hơn. Nếu mà bị bệnh thì không thể chống chọi được với dịch COVID. Trong quá trình mang thai, phụ nữ có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định. Tử cung của thai phụ to hơn, đẩy cơ hoành lên cao khiến dung tích phổi giảm xuống gây cản trở hô hấp. Phù niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng. Vì vậy, thai phụ dễ chuyển biến nặng khi mắc COVID-19. Khi mang thai thì người phụ nữ cũng có nhiều cái thay đổi về huyết động học, về hô hấp, đặc biệt là 3 tháng cuối của thai kỳ. Do đó, nếu như mà người phụ nữ mang thai mắc COVID-19 sẽ dễ dàng rơi vô những cái trường hợp nặng, như là dễ dàng bị suy hô hấp, dễ dàng bị rơi vô tình trạng thở máy, vân vân. Chính vì thế nên vaccine nó là một cứu cánh để tạo ra cái hàng rào bảo vệ sức khỏe cho thai phụ và thai nhi, cũng như là bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Trước thực tế, nhiều phụ nữ mang thai mắc COVID-19 chuyển biến nặng, thậm chí tử vong, Bộ Y tế đã khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thai phụ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Bởi khi được tiêm vaccine đầy đủ, kháng thể sẽ truyền qua nhau thai, bảo vệ em bé những tháng đầu sau khi sinh, trước yếu tố nguy cơ lây nhiễm xung quanh.